Số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 327 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 24 tháng 1 đến nay. Trong khi đó, số ca tử vong hôm qua tại Trung Quốc đại lục là 44 người, cao hơn so với 31 ca một ngày trước đó. Cũng trong sáng nay, nhà chức trách Hàn Quốc đã xác nhận thêm 256 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 2.022 người. Hơn một nửa số ca mới được xác nhận nhiễm bệnh có liên quan tới giáo phái Shincheonji tại thành phố Daegu. Truyền thông sở tại cho biết, Tổng thống Hàn Quốc sẽ họp khẩn với đại diện bốn chính đảng lớn trong ngày hôm nay để kêu gọi sự hỗ trợ của chính giới đối với những biện pháp kiểm soát dịch. Còn tại Nhật Bản, nhiều biện pháp mạnh nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan cũng tiếp tục được áp dụng. Hai địa điểm thu hút rất đông du khách là công viên Disneyland và DisneySea sẽ đóng cửa trong 2 tuần, từ ngày mai 29 tháng 2. Thủ tướng Nhật Bản cũng kêu gọi các trường học từ cấp 1 đến cấp 3 trên cả nước đóng cửa trong một tháng từ ngày 2 tháng 3. Hiện Nhật Bản ghi nhận ít nhất 4 ca tử vong do dịch. Việc số nhiễm mới giảm tại Trung Quốc trong khi lại tăng tốc ở các quốc gia khác khiến Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo hiện đại dịch COVID-19 đã ở điểm quyết định.